Đấy đi, mẹ kiếm lấy bữa thịt chó cũng khó. Thế thì chó đúng không? Thì đây không ăn thịt chó đâu. Thịt chó gai gú đéo được đâu. Gai gú cảnh sát đứng ở đường. Đúng một đoạn có cảnh sát. Bên Mỹ bây giờ đéo an toàn đâu. Tiền Việt Nam là 4 triệu mà. Hả? Gần 4 triệu. Làm cái gì? Làm có loại hầu như là cứ công nhân đấy hầu như tầm mức lương đấy đều sàn sàn nhau thôi mà. À. Kiểu đấy, nên là người ta cứ lao đầu sang cầy. Đây đằng sang kia ăn xin này nào. Hả? Alo, tình yêu. Hả? Hả? Đây đằng sang kia ăn xin này nào. À thì nó ví dụ nó đánh bạc cũng biết này. Hoặc nó mua nhà mua biết này. Với lại nó ví dụ nó sang chui hay thế nào đấy. Đây là khu gia cư không có nhà ở đây. Thường thường các bọn nó cứ nó đi du học hay là nhà nó có tiền nó từ sang nhà nó làm công nhân bên đấy đẩy tiền. Nhưng mà cày nhiều. Mất cày nhiều thời gian lắm. Ăn không về ăn. Ăn luôn ở ô tô, ngủ ở ô tô có người. Thế mà cầy mức độ đấy là nhiều tiền không ham. Càng ham nha. Việt Nam mình thì phải tháng cao nhất cũng được hơn chục triệu sang đấy hàng trăm triệu cơ mà nha. Gọi là cứ cho là một ngày làm bằng người ta làm mình làm tháng rất là này thích đấy. Mười phút rồi.